Kết hôn đã 3 năm. Số lần Châu Đình An về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là một người chồng, anh ta càng giống khách vãng lai hơn. Đình An, cô nặng nặc gọi tôi qua đây không phải vì chuyện này sao? Không phải, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta mà. Tôi có món quà muốn tặng cho anh. Món quà? Không cần đâu. Trước giờ quà tặng của tôi chỉ có kinh, không có hỷ. Châu Đình An, đến ngày hôm nay rồi anh vẫn không thể cho tôi một nét mặt tươi cười sao? Thế cô muốn tôi phải như thế nào? Điên khùng giống cô, hay là cùng cô trải qua những ngày kỷ niệm nhạt nhẽo vô vị? Sao có thể nhạt nhẽo? Cuộc đời có bao nhiêu lần kỷ niệm kết hôn, nó không chừng lần này không làm, về sau cũng sẽ không còn nữa. Cô nói không có thì liền không có. Anh thấy sao? Không cần vội, tôi có quà tặng cho anh đây. Châu Đình An, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Cô lại tính làm gì nữa? Vì tiền mà thủ đoạn ngày càng cao rồi đó. Một đồng tôi cũng không cần, nếu không có vấn đề gì vậy thì mau ký đi. Thẩm Tinh Giao, cô bớt diễn trò với tôi đi. Tôi không có thời gian cùng cô diễn mấy trò nhạt nhẽo này đâu. Tôi đã nói là hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ mà. Anh coi, đây chẳng phải là một món quà đầy kinh hỉ hay sao? Cô chắc chưa? Tối hôm nay chỉ có hỉ chứ không có kinh sợ. Được, đừng có hối hận. Thẩm Tinh Giao, chúc mừng ly hôn vui vẻ. Tinh Giao, cậu thực sự ly hôn với Châu Đình An sao? Không phải yêu anh ta chết đi sống lại hay sao chứ? Mình yêu anh ta, nhưng mà trong lòng anh ta có người khác. 3 năm rồi, nuôi chó quan thì cũng thành chó nhà. Còn anh ta, cô Thẩm, tôi với Châu Đình An sắp kết hôn. Tôi mong là cô sẽ chủ động rút lui. Đính hôn, cô hứa. Tôi và Châu Đình An kết hôn được 3 năm rồi. Tôi với Đình An là thanh mai trúc mã. 3 năm trước nếu tôi không ra nước ngoài, cũng không tới lượt cô giả mang thai ép hôn. Cô đánh cắp vị trí con dâu hào môn, nay cũng nên trả lại tôi rồi. Cô hứa, cho dù cô có nói gì, tôi mới là vợ của Châu Đình An, tôi sẽ không rời xa nấy. Hèn gì Đình An kêu cô ghê tởm vô cùng, như là miếng cao da chó bốc mùi là bám dính, không cách nào gỡ ra. Cô có biết không, mấy năm nay mỗi lần anh ấy đi gặp tôi, chỉ hận không thể lột hết lớp da đã từng chạm vào cô. Cô hành hạ anh ấy 3 năm rồi, cô không định tha cho anh ấy sao? Anh ấy, phải đó, 3 năm nay chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Người anh ấy yêu là tôi, còn cô, tôi hy vọng là cô Thẩm hay biết tự ý thức một chút. Đừng cố đấm ăn xôi, sẽ mất thể diện lắm.
Cuộc hôn nhân này của chúng mình có lẽ ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Thay vì dày dò đối phương, chỉ bằng chia tay sớm cho bớt đau khổ. Sao cậu lại nhìn mình như vậy chứ? Bộ mình đã nói gì sai hay sao? Không có, không có. Chỉ là thấy cậu nói đúng quá đi mất. Mình thật không ngờ cái đồ não yêu đương nhà cậu sao tự dưng lại giác ngộ ra như vậy. Não yêu đương là cậu mới đúng đó. Ai nói là cậu không phải? 3 năm trước, cậu dùng nghệ danh là Penny thiết kế bộ trang sức tinh quang gây chấn động toàn cầu ngay khi xuất hiện. Lúc đó giới thiết kế đều nói cậu là thiên tài 100 năm có 1 của ngành thiết kế. Nếu lúc đầu không phải tại cậu gác bút gã vào hào môn còn đi Paris, không thì bây giờ cậu đã gian tranh khắp thế giới rồi. Nè, cậu không biết sao? Tới bây giờ vẫn có người dùng một khoản lớn mời cậu thiết kế lại đó. Một khoản lớn. Có chuyện tốt như vậy sao? Cậu cứ tự mình xem thử đi. Mình đúng là có chút tiếng tăm đó. Châu Đình An dùng 3 triệu để mua một bản thiết kế vòng cổ sao? Cái thằng khốn kiếp đó. Bỏ tiền cho con khác thì không tiếc tay, vậy mà để cậu trắng tay ra đi. Nè Tinh Giao, bây giờ cậu tính sao? Sếp Châu, tôi vừa xác nhận xong. Tối ngày hôm qua phu nhân đã dọn ra khỏi khuôn viên tinh hồ. Ngoại trừ vật dụng tùy thân đều không đem theo gì khác. Và còn để lại cái này. Tay trắng ra đi. Cái gì cũng không cần. Lâm Nam, cậu dịch cho tôi thử. Cô ta là có ý gì chứ? Không hiểu. Cũng đúng. Hỏi cái thứ FA như cậu đúng là vô ích. Sếp Châu, ngài đâu cần phải công kích cá nhân như vậy. À đúng rồi sếp Châu, lúc trước ngài bảo tôi tìm nhà thiết kế Penny, đã có hồi đáp rồi. Có cần phải mời cô ta thiết kế vòng cổ cho phu nhân nữa không? Nhân lễ kỷ niệm không? Cô ta đã ly hôn với tôi rồi, còn tặng vòng cổ làm gì nữa chứ? Tôi đâu có bệnh. À được rồi, bây giờ tôi đem phương thức liên lạc xóa đi liền. Ờ, đợi một chút. Penny đã gác bút 3 năm nay, cũng không dễ gì mà liên lạc được. Vẫn lưu lại cách liên lạc đi, lỡ sau này công ty cần hợp tác gì thì sao? Dân. Công ty hợp tác. Dân. Dân dân dân. Sếp Châu nhà chúng ta chỉ một lòng nghĩ cho công ty. Nói cách khác, chính là hình mẫu tôi mong chờ. Đồ khốn. Dân ạ. Cút. Thẩm Tinh Giao lại không cần tiền. Vậy thì còn có mục đích gì nữa? Tôi còn nghĩ cô ngang bướng đến khi nào. Nhanh như vậy đã muốn làm lành với tôi. Đã nhận được đơn ly hôn chưa? Tôi đã ký rồi đó. Khi nào anh có thời gian thì báo cho tôi. Chúng ta tới cục chân chính làm nốt thủ tục. Thẩm Tinh Giao. Lâu vậy rồi sao còn chưa trả lời? Không lẽ không nhận được sao? Xin chào. Cho hỏi ngài đã xem tin nhắn hay chưa? Cái đơn ly hôn kia, không biết ngài có gì chưa dự ý hay không? Tiếp tục. Còn chưa trả lời. Sếp Châu, tôi biết ngài công việc bận rộn, nhưng mà xin ngài đó, có thể bớt một chút ít thời gian để mà liên hôn với tôi hay không? Tiếp tục. Liên hôn, không liên hôn. Liên hôn. Để tôi coi anh nhịn tới khi nào. Châu Đình An, anh có thôi đi không? Liên hôn thôi mà làm gì lề mề vậy? Anh đã thực sự không muốn gặp tôi thì mau chóng hoàn tất thủ tục đi. Sau này cũng không cần gặp nữa. Đồ đàn ông khốn kiếp, vậy mà lại dám lúc mình sao?
Alo. Thưa cô, ngày mai sếp cháu phải đi công tác rồi. Cô có biết chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng để đâu không ạ? Sơ mi của anh ta ở đâu liên quan gì tới tôi chứ? Nếu muốn tìm sơ mi như vậy thì kêu bảo mẫu cho nhanh đi, đừng có mà tìm tôi. Đàn ông khốn kiếp Châu Đình An. Thẩm Tinh Giao, tôi cho cô nửa tiếng đến khuôn viên Tinh Hồ. Tốn bao nhiêu tiền mới có thể thuê người đánh cái thằng này chứ? Nè cục cưng, cô làm gì vậy? Mình đi cho thằng khốn Châu Đình An một trận. Cái áo này lúc kết hôn mình đã đặc biệt mua tặng hắn. Đình An, hôm nay em đi mua quần áo, thấy chiếc áo này rất hợp với anh mặc thử đi. Sao hả? Đừng dùng mấy cái trò rẻ tiền này để làm phiền tôi. Bớt bớt đi. Mấy kiểu này chỉ liếc sơ liền biết trong lòng cô toan tính cái gì. Rõ ràng là chia ba cái áo, lại một hai kêu mình về đây kiếm. Không phải là đang báo thù mình thì là gì chứ? Tìm được rồi. Bộ không có mắt sao? Còn mấy thứ khác đâu? Thứ khác là thứ gì chứ? Tôi đi công tác một tuần lận. Cô tính để tôi mặc đúng một bộ đồ sao? Sếp Châu, ngài Châu, tôi nhắc cho ngài nhớ, chúng ta ly hôn rồi, cho nên lần sau chuyện tìm áo sơ mi hay là chuẩn bị hành lý gì đó, đừng có mà tìm tôi. Phiền ngài kiếm bảo mẫu đi nha, hoặc là tìm vợ sau của ngài đó, tránh xa tôi ra. Tôi cũng nhắc cho cô nhớ, hai chúng ta vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn. Theo pháp luật cô vẫn là vợ tôi, cho nên mấy việc này chỉ có thể kêu cô làm. Không thương lượng được sao? Tôi không muốn nhắc lại hai lần đâu. Được, nếu như mà anh đã thích ra lệnh cho người khác như vậy, vậy tôi sẽ đi tìm Hứa Tri Ý tới đây sắp xếp đồ cho anh. Cô ta sẽ tới ngay thôi, vừa tới nhanh là vừa vui vẻ. Thẩm Tinh Giao, có phải gần đây quá dung túng cho cô rồi? Sếp Châu, mời ngài dùng từ cho đúng một chút. Tôi đây không gánh nổi hai chữ kia đâu. Được rồi, mấy chiêu trò thủ đoạn này của cô tính chơi đến khi nào? Cô không cần phải thử đi thử lại giới hạn cuối cùng của tôi. Nói đi, lần này cô muốn bao nhiêu tiền? Sếp Châu, tôi thật sự muốn ly hôn. Không phải anh ghét cay ghét đắng tôi sao chứ? Tôi đề nghị ly hôn, đáng lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng. Sao cứ phải ở đây ra vẻ làm gì? Tôi nói lúc nào chứ? Tôi biết anh hoài nghi mục đích của tôi. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ viết đơn bảo đảm. Sau khi ly hôn, anh có thể đem theo luật sư nhiếp ảnh riêng xem xét quá trình. Tôi đảm bảo không thèm lấy một xu một cách nào hết, càng không lộn xộn gây rối, không ảnh hưởng anh tìm người mới. Thế sao? Sếp Châu, cho hỏi khi nào anh mới rảnh? Tôi đã nói là tôi phải đi công tác, đợi tôi về rồi tính. Được, vậy tôi thuận theo thời gian của anh. Chờ sếp Châu về, nhớ thông báo cho tôi biết đó. Đàn ông khốn kiếp, sao lại như vậy? Lúc trước điên cuồng ruồng rẫy mình, bây giờ làm như là mình phải cầu xin hắn ta ly hôn không bằng vậy. Đàn ông khốn kiếp không ai hiểu nổi, thiệt tình. Sếp Châu, ngài làm sao vậy? Xem ngài có vẻ không được vui. Gần đây có ai nói gì với vợ tôi không? Làm gì có. Vợ ngài không thường ra ngoài, ngài cũng không cho tiếp cận chuyện công ty. Hơn nữa gần đây cũng không có tin đồn gì cả. Vậy thì định gây chuyện gì đây? Sếp Châu, không phải tới bây giờ ngài vẫn không hiểu gì về vợ ngài, vậy thì tại sao lại ly hôn chứ? Tôi làm sao có thể không? Cậu quản được tôi à? Mau chóng liên hệ với Penny, đặt hàng làm vòng cổ cho tôi. À, được được. Đàn ông xấu xa lại còn dám tự tìm tới cửa. Sếp Châu à, Penny từ chối rồi. Tại sao chứ? Chê tiền ít à? Nói với cô ta có thể thêm tiền. Không phải, mà là
Vậy thì cớ làm sao? Penny bảo rằng thiết kế còn phải xem mắt nhìn. Còn nói thêm cái này. Bớt ầm à ầm ừ, nói nhanh đi. Penny nói không nhận đơn hàng của đàn ông tồi và chó. Sếp Châu, cái này thì tôi không hiểu ý của cô ta là gì chứ. Ngài là đàn ông tồi hay là chó? Cái này là Penny nói. Châu Thị từng đắc tội với cô ta sao? Cô ta có bệnh à? Trà, phải điều tra Penny này kỹ càng cho tôi. Sếp Châu, sếp Châu, vậy chuyện ly hôn với vợ ngài, đi công tác về rồi nói. Vâng. Từ chối rồi. Mình đã nói rồi, không tiếp đàn ông tồi và chó. Không hổ danh là bạn của mình nha, dám từ chối thiết kế cho Châu Thiện. Quả nhiên chỉ có cậu thôi. Thằng đàn ông khốn đó muốn thiết kế chồng cổ, khẳng định là muốn tặng cho Hứa Tri Ý làm quà đính hôn. Hắn tưởng mình chết rồi chắc. Còn chưa ly hôn mà bắt thiết kế quà tặng cho người yêu cũ. Đừng có hòng. Cái thằng khốn đó khốn nạn tới vậy luôn sao? Sang Sang, mình có ý này. Mình muốn làm việc lại rời xa tên Châu Đình An kia, sống tốt hơn mỗi ngày. Được đó, vậy thì tốt. Tập đoàn Thịnh Quang đúng lúc đang tuyển thiết kế. Ông chủ của bọn họ cũng vừa về từ Paris, có tên tuổi, có tài năng, lại đặc biệt nhiều tiền. Quan trọng chính là còn rất đẹp trai luôn. Thật vậy sao? Hay là mình thử xem nha, để mình sắp xếp cho cậu. Chúng ta tranh thủ thu phục ông chủ của bọn họ, thẳng một đường tươi đẹp lên làm bà chủ luôn, khiến thằng khốn Châu Đình An tức chết mới được. Chủ ý này hay đó. Làm sao vậy? Rơi dâu rồi sao? Mấy miếng nhiệt giữa bụng đâu rồi? Để mình đi lấy cho cậu nha. Hay đi mua thêm đi, cậu cũng sắp tới rồi còn gì. Cậu làm sao vậy? Mình hình như 2 tháng rồi không có. Đừng có nói là cậu mang thai đó nha. Bùi Sang Sang, cái đồ quả đen. Có lẽ là 3 năm trước, sau khi mà mình sảy thai thì chu kỳ cũng không đều. Với lại hắn ta luôn phòng tránh tốt như vậy, cho dù xài biện pháp phòng tránh cũng không thể đảm bảo 100% đâu. Cậu thử đi kiểm tra đi. Nói đi cũng phải nói lại, mình muốn nhanh chóng tìm công việc. Cô Hứa, cô có thể hợp tác với Thịnh Quang, chúng tôi hết sức vui mừng. Thiết kế lần này tôi sẽ dùng cho lễ đính hôn, tôi cũng hy vọng hợp tác vui vẻ với các cô. Cô cứ yên tâm đi. Thưa cô là... Tôi tới phỏng vấn. Cô tới phỏng vấn sao? Xem ra cũng không giống. Tới xin làm dọn dẹp tập vụ. Đúng vậy. Ở đây không phải đã có cô Hứa rồi sao? Ý cô là sao chứ? Thẩm Tinh Giao, theo tôi được biết, 3 năm nay cô đều ở nhà làm nội trợ. Sao đây? Bây giờ cô muốn làm nhà thiết kế hay sao? Tiêu chuẩn Thịnh Quang các cô thấp tới vậy hả? Đây là chuyện riêng tư của tôi, không cần cô Hứa phải bận tâm. Cô nên tìm sếp Châu khuyên bảo nhiều một chút đi, mau chóng ly hôn với tôi. Nếu không thì cô có thể làm một đứa tiểu tam không có mặt mũi. Như vậy đối với cô sẽ không tốt đâu đó. Xin chào Tổng Giám Đốc. Tôi... Thời Diệt, là cậu sao? Tinh Giao, mình về rồi đấy. Thời Diệt, là cậu sao? Tinh Giao, mình về rồi đấy. Tinh Giao, thiết kế tinh quang của cậu đã nổi tiếng khắp giới thiết kế rồi nhỉ? Cảm ơn cậu. Mình đã giúp cậu nộp đơn, xin cơ hội tới Paris luôn rồi. Dựa vào thiên phú và năng lực của cậu, nhất định rất nhanh thôi có thể trở thành nhà thiết kế nổi danh toàn cầu. Tinh Giao, mình thích cậu, có thể ở bên cạnh mình không? Tinh Giao, đây là vé máy bay đi Paris, cậu đi cùng mình được không? Thời Diệt, mình xin lỗi.
Ước mơ của mình không nằm ở đó. Sao đột nhiên cậu lại trở về? Không phải lúc đó cậu nói rằng ước mơ của cậu không ở Paris sao? Cho nên mình mới về đây. Thời Diệt, mình kết hôn rồi. Mình kết hôn rồi. Lúc đó cậu vì hắn ta mới không đi Paris sao? Mình biết rồi. Lời vừa rồi mình vẫn chưa nói xong. Lần này mình về đây muốn giúp ước mơ của cậu thành hiện thực. Không phải cậu vẫn luôn muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu sao? Không ngờ là cậu vẫn còn nhớ. Hợp đồng mình đã chuẩn bị xong cả rồi, là đãi ngộ tốt nhất trong nước. Hơn nữa, 3 ngày sau Thịnh Quang sẽ tổ chức tiệc chào mừng cậu. Đến lúc đó mình còn một món quà lớn muốn tặng cậu. Thời Diệt à, cậu không cần gì mình làm nhiều như vậy. Có thể nào đừng từ chối mình nữa không? Được chứ, có thể ký với Penny danh tiếng lừng lẫy là vinh hạnh của Thịnh Quang chúng mình. Thời Diệt, cảm ơn cậu. Cô ấy đâu? Vợ của cậu không có gì đây. Không ngờ lại làm tới mức này. Người phụ nữ này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Alo. Đình à, ngày mai tham dự tiệc của Thịnh Quang tổ chức với em đi. Không có hứng thú. Nhưng mà em nghe nói Thịnh Quang ký hợp đồng với Penny rồi. Đình à, Châu Thị và Hứa Thị chỉ mới hợp tác bước đầu. Em vừa về nước vẫn chưa quen được mọi thứ. Anh đưa em đi cùng sẵn tiện tìm nhân mạch. Sau này có việc thì cũng phiền tới anh. Penny chính là nhà thiết kế thiên tài đó. Tác phẩm Thành Danh Tinh Quang cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc. Anh đi cùng em xem thử đi. Tinh Quang? Không phải chiếc vòng mà Thẩm Tinh Giao rất thích đó sao? Cô sắp xếp đi. Tôi sẽ đi. Hôm nay rất nhiều người đến đây là vì tinh quang của Penny đó. Xem ra mình cũng có chút danh tiếng. Cậu ở đây ngắm cho thỏa thích, mình đi tiếp khách một lát. Được. Cô Thẩm, cô cũng tới ngắm tinh quang sao? Đây là thiết kế thành danh của Penny. 3 năm qua vẫn luôn được quốc vương Dubai cất giữ. Đồ vật đẳng cấp như vậy, cô Thẩm bình thường không có cơ hội nhìn. Nay cũng coi như là có phúc khí to lớn rồi. Không giống như tôi, muốn thứ gì thì nhất định sẽ đoạt được. Vậy mà tôi cứ cảm thấy cái bộ mặt răng môi lẫn lộn này của cô không xứng với tinh quang. Cô... Vậy sao? Có điều thứ mà tôi đã muốn, Đình An nhất định sẽ mua nó cho tôi. Bạn đồng hành của tôi tới rồi, không làm phiền cô Thẩm. Cô cứ ở đây mà thưởng thức tinh quang đi. Nhìn nhiều một chút, để lỡ sau này rơi vào tay của tôi, có muốn nhìn cũng không nhìn được đâu. Thứ đàn ông thối, còn định mua tinh quang cho Hứa Tri Ý, tôi khinh. Tinh Giao, qua đây một lát. Đình An, anh tới rồi sao? Penny đâu? Em chưa được gặp Penny, nhưng mà lại gặp vợ của anh. Cô ta đang ở cùng với sếp tổng của Thịnh Quang, làm bạn đồng hành của anh ta. Bọn họ trông có vẻ rất thân thiết đó. Chú Đình An, anh buông tôi ra. Cô tới đây làm gì? Tôi tới làm gì liên quan gì tới anh chứ? Anh cần gì phải biết? Cô còn cần tôi nhắc cho cô nhớ quan hệ giữa hai chúng ta là gì sao? Vậy thì tôi cũng nhắc cho anh nhớ. Tôi và anh đã ly hôn, nên tôi có đi đâu cũng không liên quan tới anh đâu. Buông tay tôi ra. Tôi thấy anh nên bỏ tay ra khỏi bạn đồng hành của tôi đi.